Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đang sở hữu và sử dụng ô tô như phương tiện đi lại, thì quý vị sẽ bảo vệ cho chiếc ô tô của mình như thế nào? Mua bảo hiểm chính là cách để bảo vệ chiếc xe của bạn khỏi những hư hại. Tuy nhiên thì mua bảo hiểm cũng phải biết cách và lựa chọn đúng địa chỉ tin cậy. Sau đây sẽ là gợi ý nhỏ của thương hiệu và pháp luật. Được thành lập với 3 cổ đông lớn là Công ty Bảo hiểm Dongbu Hàn Quốc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng Công ty Chứng khoán VN Direct. Cho đến nay, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã giành được vị thế tin cậy cũng như sự lựa chọn của hàng triệu khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường Việt Nam. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là doanh nghiệp đứng thứ 2 trên thị trường bảo hiểm xe cơ giới với hơn 400 giám định viên liên kết và bảo lãnh thanh toán với trên 600 gara khắc phục xử lý sự cố. Chúng tôi đang tập trung định hướng để làm sao để nâng cao cập nhật cái hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để chúng tôi áp dụng cho nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Khi mà sử dụng công nghệ thông tin thì cả cái việc mà quy trình khai thác cũng như quy trình về bồi thường nó được rút ngắn. Và những cái việc minh bạch hóa, kiểm soát, theo dõi về tiến độ bồi thường đối với khách hàng là được rõ ràng. Được biết, để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ cao nhất, công tác giám định của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được thực hiện theo quy trình chuẩn hóa. Mọi thông tin về hồ sơ bồi thường được ghi nhận trên phần mềm nghiệp vụ, cập nhật liên tục theo tiến trình giải quyết. Đặc biệt, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cam kết sẽ có mặt tại hiện trường để giám định trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được thông tin tổn thất của khách hàng. Và mọi thông tin về bồi thường sẽ được gửi đến khách hàng bằng hệ thống tin nhắn SMS. Xác định không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong hiện tại, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là một doanh nghiệp có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào những chương trình phát triển cộng đồng và là người bạn đồng hành đích thực bảo vệ cho chiếc xe của mọi người.